Hey, welcome back mọi người đến với Nghiền Giải Trí Number Phone TV. Lại là Hảo đây. Dạo gần đây đúng là kiểu nước hoa designer, Hảo thấy là nước cũng ít, khá là ít ra, cho nên dạo gần đây nước hoa niche ở bên Number Phone về hàng rất là nhiều luôn, cho nên Hảo tập trung nghiên cứu về nước hoa niche nhiều hơn. Nhưng mà có một cái chai bữa giờ mà Hảo chưa được test và rất là nóng lòng để mình được test và review cho mọi người, đó chính là Hugo Boss Boss Bottle Elixir. Thì hôm nay Hảo sẽ cho cảm nghĩ của mọi người về chai nước hoa này nha. Vô công chuyện, let's go. Đối với chai nước hoa Hugo Boss Boss Bottle Elixir này á, thì bữa giờ nó ra cũng được chắc là mấy tháng rồi, nhưng mà Hào cũng nghe rất là nhiều tiếng tăm ở trên cái diễn đàn hang em này rất là tốt. Nếu mà cảm nhận nhanh qua á, thì Hào thấy rằng đây cũng là một cái option khá là tốt đối với những ai mà theo cái gu mùi, đó là trưởng thành và cũng như là lịch lãm và chín chắn. Bởi vì cơ bản á, nước hoa của nhà Hugo Boss từ đó giờ nó cũng đã làm theo một cái hướng như vậy rồi, nhưng mà những cái dòng trước giống như mình có là chai Le Parfum hoặc là phiên bản Eau de Parfum, phiên bản Intense của chai Boss Bottle, thì Hào thấy nó vẫn theo một cái barem, một cái frame chính, đó chính là mùi táo và mùi quế, kèm theo những cái mùi như là lavender hoặc là gia vị hoặc là mùi gỗ nữa, thì họ thấy nó khá là xem nhau. Nhưng mà đối với qua cái chai Boss Bottle Elixir này á, thì nó tạo ra một cái vibe hàng nghĩ khá là mới á. Khi mà mới xịt ra nha, em này sẽ giải lên cái mùi rất là không phải là hẳn là quá nịnh mũi á, đến từ cái mùi frankincense. Frankincense là một cái kiểu mùi nhang, nhưng mà cũng rất là may khi mà mùi hương của em này khi mà mới xịt ra thì cái mùi frankincense nó rõ, nó làm rất tốt, nhưng mà nó vẫn có độ mượt chứ nó không bị gọi là quá hắc và nó bị quá tỏ quá nồng, cho nên đó là cũng là một cái điểm mà thấy khá là ok đối với cái chai này khi mà mới xịt ra. Thì nhìn vào bản thành phần thì mọi người sẽ thấy rất là đơn giản luôn. Đối với nước hoa của nhà Hugo Boss đó tới giờ, Hào nghĩ rằng đó là họ luôn hướng tới những cái sự gọi là chín chắn, trưởng thành, lịch lãm, kiểu như rất là gentleman, nhưng mà vẫn có thể hiện cái sự tố giãn ở đây, chứ không thật sự là quá ố về và kiểu như là show off một cái điều gì đó. Thì ở đây mình sẽ có những cái nốt hương như là frankincense, mình có cardamom, tiếp theo mình có patchouli, vetiver, và cuối cùng mình có labanum và gỗ tuyết tùng. Nhưng mà tuy nhiên cái mùi hương của em này á, mới xịt ra thì thấy nó sẽ hơi ấm, nó sẽ có một cái độ nó cay cay nhẹ nhẹ, nhưng mà càng về sau á, nó cảm giác là những cái mùi hương có một cái màu xanh xanh, nó hơi tối tối một xíu đến từ mùi patchouli là cay hắc hương, và ngoài ra cái mùi cỏ của vetiver nữa, nó sẽ tạo ra cái độ khô. Nhưng mà ở đây họ không thấy nó kiểu là quá khô mà kiểu là quá cọc cằn á, kiểu như là nó hơi bị kiểu là cọc tính á, nhưng mà nó vẫn có một cái độ mềm, một cái độ fresh nhẹ để tạo ra một cái gọi là một cái mùi hương nó mềm mại hơn, nó dễ chịu và nó uyển chuyển hơn đối với cái chai Boss Bottle Elixir này. Nên đối với cái mùi hương em này á, thì Hào sẽ nghĩ rằng chắc chắn sẽ là thu đông, nhưng mà tiếp theo mình sẽ có những cái buổi mà trời mưa, một cái buổi tối mà kiểu như là hơi mát mẻ nhẹ nhàng một xíu để mọi người có thể lên đồ xịt cái em này đi chơi, đi hang out hoặc là đi bar pub, đi vào những cái jazz club chẳng hạn, thì mọi người sẽ rất là phù hợp luôn. Cho nên đối với mùi hương của em này á, thì Hào sẽ cho nó là 9/10 điểm. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà so sánh với những cái chai khác ở trong cái line của Boss Bottle á, thì Hào nghĩ rằng đây sẽ là một cái mùi hương khá là mới mẻ. Bởi vì như Hào đã nói rằng á, đó là trong cái line Boss Bottle thì những cái chai sau flanker sau này như là Perfume phiên bản Intense, phiên bản EDT hoặc là những cái phiên bản khác, Hào nhớ là có Infinite nè, xong rồi có những phiên bản nó mát hơn á, thì Hào nghĩ rằng nó vẫn theo một cái barem chính, đó là mùi táo và mùi quế, nó sẽ giống giống nhau, nhưng mà ở trong cái phần performance và những cái chi tiết nhỏ nó sẽ làm khác đi. Còn riêng cái em này á, thì Hào nghĩ rằng đó là cái thành phần mùi hương của nó, những cái nốt hương nó cũng tạo nên cái sự khác biệt, rằng là có frankincense, mùi hương nó sẽ đậm hơn, nó trầm hơn, nó có phần kiểu như là chín chắn hơn một xíu, cho nên đó là lý do Hào nghĩ rằng mùi hương em này nó quen thì cũng có quen, nhưng mà mới mẻ thì cũng có mới, chứ không phải là thật sự quá quen thuộc và nó kiểu đến độ mà nhàm chán ha. Tiếp theo nói về phần performance á, từ trước tới giờ đối với cái riêng cái line của nhà Boss Bottle á, thì Hào thấy rằng nó sẽ có một cái gọi là mức trung bình á, nói chung là hôm qua giờ Hào thử thì Hào sẽ tầm khoảng là được 5 tiếng rưỡi đổ lại thôi, chứ không thật sự là quá cao. Nhưng mà Hào nghĩ rằng đối với mùi hương như vậy thì cũng khá là ok, chứ không phải là quá tệ. Bởi vì như Hào đã nói là cái phong cách của Hugo Boss từ đó tới giờ là nó không phải là show off một cái mùi hương nó phải tỏa cho nồng, mùi hương nó phải lưu cho lâu, nhưng mà kiểu như là một cái mức vừa phải, nó rất là luôn, nó không hẳn là low key, nhưng mà kiểu như là nước more thề dùng từ hay coi cái mức mà người ta mô tả cái mùi hương đó là gọi là dùng từ moderate, tức là ở mức trung bình vừa phải, và đó cũng là đúng với cái gọi là cái hình ảnh và cũng như cái phong cách của nước hoa nhà Hugo Boss rồi. Cho nên đối với độ bám tỏa thì họ sẽ cho em nó 7.5/10 điểm, không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ ha. Còn nói về cái độ mà đa dụng á, thì Hào sẽ không nghĩ là cái em này có độ đa dụng cao, bởi vì như Hào đã nói là em này nó thể hiện sự sang trọng, lịch lãm và cũng như là rất là cuốn hút và cũng như là quý ông nữa, cho nên Hào nghĩ rằng nó sẽ rất là phù hợp đối với thời tiết lạnh nè, và khi mọi người lên những cái bộ đồ sang trọng, những bộ đồ thể hiện sự tối giản. Chứ còn đối với những cái trang phục mà như là vải linen, quần đùi, quần short, áo thun thì Hào nghĩ nó khá là kiểu hơi formal một tí á, nó hơi bị cứng, nó không thể hiện được cái sự trẻ trung ở đây. Tổng thể về cái em này thì Hào sẽ cho em nó 8/10 điểm. Đây cũng là một mùi hương Hào nghĩ rằng nó khá là xuất sắc đến từ nhà Hugo Boss hiện tại, có một cái sự gọi là mix giữa hai mùi hương, hai cái dòng mùi hương, một cái gì đó nó khá là trẻ trung đến từ dòng Hugo Boss Bottle và một cái gì đó nó rất là sang trọng và cuốn hút và cũng như là gentleman đến từ cái dòng The Scent của trong dòng Hugo Boss luôn. Thì cho nên mọi người có thể thử qua em này nha. Ok, và vừa rồi là cảm nghĩ của Hào về chai nước hoa
Hugo Boss Bottle Elixir. Và mọi người đã thử qua chai này chưa? Nếu mà có rồi thì comment bên dưới cho Hà biết nha. Và mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Đồng Bộ Phun TV để được đón xem những video lần sau. Và đây là Hà Gaga. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.